ba mẹ được không? Chú chạy xem xem. Bây giờ hiện tại là bên em hết nhảy rồi, bây giờ mọi người ở lại cũng không có nhảy đâu ạ. Phải báo sớm chứ. Trời, 5 giờ tới giờ luôn á. Xếp hàng từ muốn kia tới giờ luôn. Hồi giờ là gần tới là còn 3 y tế báo là còn 3 tờ nữa mà không báo sớm. Để tụi em di chuyển đến nơi khác nữa. Giờ chỗ nào, nơi nào cũng đông như vậy hết. Biết gì đâu, rất là cực kỳ khó xử luôn. Mấy nơi khác là tùy theo ngày nữa. 9 giờ đóng cửa nữa. Cũng là anh nên kiểm tra ra nó là không được chú ơi, ở đó chỉ là còn chết thôi à. Về nhà ở còn chết mà nhà ở đây rất là bất tiện, tại vì shipper bây giờ phải ra sớm là mà đứng chờ thì nó lâu lắm, rồi có những shipper chờ đã rồi cuối cùng phải quay về nhà thôi, tại không có chạy được. Là đã 9 giờ thì đóng cửa rồi. Nói chung là hôm nay tại vì cái số lượng shipper nó được tăng cường thêm đó, thì lại shipper lại càng vất vả thêm nữa, đúng không? Rất là đông, mọi điểm nào tất cả mọi điểm đều đông hết. Nó đông đột biến so với hàng ngày. Bình thường thì tụi em làm cũng bình thường thôi, cũng ít thôi. Sáng hôm nay vô là tụi em đã hơn 100 người rồi. Đây Văn Phong. Cái lượng shipper là cái lượng người mà gặp nguy cơ nhiều nhất. Nhưng mà nếu mà mình không đứng xếp hàng vậy, mình không tuân thủ thì mình có tuân thủ, nhưng mà cái lượng người nó quá đông rồi. Bây giờ tất cả các điểm đó mình cũng phải đều phải xếp hàng vậy thôi. Mà những cái khoảng cách của mình thì không thể nào đáp ứng được khoảng cách là 2 mét rồi. Em cũng mong là sau trên sở y tế là quỹ thành phố có tạo điều kiện cho mấy anh em shipper mình ở đăng ký ở địa phương nào á, mình về địa phương đó mình test luôn thì nó dễ hơn. Chứ còn mà để tập trung các phường lại đây một chỗ thì rất là đông, rất nguy hiểm cho dịch bệnh như lúc này bây giờ. Xong luôn.